đáp ứng cho những cái nhu cầu khử trùng tại công ty, tại gia đình của mình. Đó là một cái điều vô cùng cần thiết trong giai đoạn này. Và nó những tính năng hiện đại như thế nào thì mình cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nha. Có thể xịt được toàn thân của mình. Và nhấn thêm một cái nữa thì mình xịt ở khoảng cách xa hơn, lên đến từ 1 đến 1,5 mét. Và như các bạn nhìn thấy thì ở phía trước nó có một cái hệ thống đèn blue light. Cái hệ thống đèn này giúp tiêu diệt vi khuẩn lên đến 99%, nhằm tiêu diệt những cái tác nhân gây bệnh. Đó là một tính năng vô cùng dung dịch. Đặc biệt là trong này mình có thể chứa được những cái loại dung dịch sát khuẩn hoặc là còn pha loãng. Và thậm chí là mình có thể sử dụng được những cái dung dịch mà để khử vi khuẩn, khử muỗi hay là khử những cái côn trùng trong gia đình của mình. Mình có thể xịt được ở mọi góc ngách của các bạn. Rất là dễ thao tác, mình chỉ cần mở ra như thế này. Mình sử dụng liên tục được trong 3 giờ đồng hồ. Nếu mà hết pin